Hiện nay trên cả nước có hàng trăm làng nghề, cơ sở sản xuất vàng mã. Bên cạnh giá trị kinh tế mang lại, chủ những cơ sở này cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ về cháy nổ nếu không chú trọng trong quá trình sản xuất. Khoảng 15 giờ 29 phút ngày 1 tháng 7 năm 2019, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng sản xuất vàng mã của công ty cổ phần Tân Việt Hưng, tổ 6, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Diện tích đám cháy khoảng 100m². Sau gần một tiếng triển khai lực lượng, phương tiện, đám cháy đã được khống chế. Rất may ở thời điểm xảy ra cháy, xưởng nghỉ sản xuất nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản có giá trị đã bị thiêu rụi. Trước đó, đêm ngày 27 tháng 9 năm 2017, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại hộ sản xuất vàng mã của gia đình chị Nguyễn Thị Lý, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà 3 tầng xây dựng kiên cố bị cháy rụi hoàn toàn. Thiệt hại tài sản và hàng hóa hơn 700 triệu đồng. Hai ngôi nhà bên cạnh cũng chịu thiệt hại đáng kể vì bị cháy lan. Nhà thì thiệt hại rất lớn. Đấy, thế mà bây giờ thì chả không vớt vét được một cái gì cả. Thì chỉ khuyên về sau này thì nhà thì các thiết bị thì nhà tôi rất cẩn thận rồi. Chỉ có cái là sơ ý một cái là hàng hóa thì tôi xếp bừa bãi ngay ngoài gì. Đâm ra bây giờ mọi người mà có làm thì phải cảnh giác. Nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở sản xuất vàng mã là rất lớn khi tập trung nhiều vật liệu, hàng hóa dễ cháy. Nếu người dân không chấp hành tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy, cũng như không biết các kỹ năng xử lý khi có sự cố cháy nổ, thiệt hại sẽ là rất lớn và nghiêm trọng. Thời điểm này thì tại nhiều làng nghề sản xuất hàng mã trên cả nước thì đang bắt đầu nhộn nhịp hơn khi dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được khống chế. Nhu cầu của khách nhiều hơn đồng nghĩa với việc lượng hàng hóa tại các xưởng thì ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên đây cũng chính là nơi mà tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ về cháy nổ nếu như chủ các cơ sở sản xuất không có những ý thức về vấn đề phòng cháy chữa cháy và không sắp xếp hàng hóa cũng như là trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy một cách cần thiết. Và trong chương trình 114 ngày hôm nay thì các chuyên gia đến từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những kiến thức cũng như là hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất xử trí khi có cháy nổ xảy ra tại khu vực xưởng sản xuất. Xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, một trong những làng nghề làm vàng mã lâu đời trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại đây, tập trung khoảng 500 hộ sản xuất và làm vàng mã thủ công. Thời điểm này, sau khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, hoạt động mua bán sản xuất vàng mã tại đây cũng trở nên nhộn nhịp hơn trước. Với đặc thù là làng nghề thủ công, nhà ở kết hợp với khu vực sản xuất, làm nghề, xen lẫn trong các khu dân cư. Khi có sự cố cháy xảy ra, cháy có thể lan nhanh trên diện rộng. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy tại đây luôn được chính quyền địa phương chú trọng. Các hộ kinh doanh sản xuất vàng mã thì có nguy cơ cháy nổ rất là cao. Và bản thân thì cái mặt hàng này là cái mặt hàng rất dễ bắt cháy, chỉ cần một nguồn nhiệt nhỏ cũng đủ gây ra cái nguy cơ xảy ra cháy. Có nhiều nguy cơ xảy ra cháy thì cái việc mà sơ suất trong cái việc đun nấu sử dụng nguồn nhiệt nguồn lửa cũng như là cái trong cái quá trình sửa chữa hàn cắt thi công đấy, trong quá trình mà mỗi hộ gia đình thì sản xuất thì thường trữ lượng một cái lượng rất lớn các cái sản phẩm như vàng mã từ nguyên liệu cho đến thành phẩm, và đặc biệt là cái mặt hàng này thì nó chiếm cái khối tích và không gian rất lớn trong công trình nhà của các hộ sản xuất kinh doanh. Để ngăn ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, thời gian qua, huyện Thường Tín thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất vàng mã. Kiểm tra thực tế tại cơ sở này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Thường Tín đã chỉ ra nhiều vấn đề cần phải lưu ý trong công tác phòng cháy chữa cháy với chủ xưởng sản xuất. Dù có biển cấm hút thuốc trong khu vực xưởng sản xuất, tuy nhiên vẫn có người chưa chú ý, thản nhiên hút thuốc như thế này. Ngoài việc để những vật liệu dễ cháy bừa bộn dưới đất, đường dây điện của cơ sở này cũng không đảm bảo an toàn,
dễ xảy ra chập cháy khi có sự cố. Riêng cái khoản điện thì tôi sợ lắm. Tuy là dây dội như này thôi nhưng mà rất là an toàn. Thật sự là như thế, kiểm tra thường xuyên. Mà cảm thấy kể cái gì không thì chúng tôi thay luôn. Chỉ có điều là các cái dây thì thôi thì vì là cái máy hơi, máy nổ là phải cắm vào các cái đầu súng để bắn hàng này, thì bắt buộc là phải di động. Nhiều khi mà có khi các cái hàng to, người ta đặt hàng to thì chúng tôi phải di động cả máy đi. Thì không thể để cố định, nhưng cũng như là cũng rất là muốn làm các ống ken vào để cố định, nhưng bởi vì là mình không thể ấy được, mình không thể làm như thế được, bởi vì máy phải thường xuyên chạy đi chạy lại ấy. Còn tại cơ sở sản xuất vàng mã của gia đình chị Đặng Thị Thảo, thời điểm kiểm tra có 4 người đang làm việc. Cả khu vực sản xuất rộng hàng trăm mét vuông với nhiều vật dụng dễ cháy nhưng chỉ trang bị 4 bình cứu hỏa. Đáng nói, nhiều người làm việc trong xưởng cũng không biết sử dụng các thiết bị này để chữa cháy, thậm chí tỏ ra lúng túng. Cái bình chữa cháy đấy thì là để rút cái, để có nghĩa là có cái bình thì là có mình trồng mình biết thôi, còn cái đấy chẳng hạn là mới thì mình phát hiện ngay thì là mình dập lấy nước dập thì nó cũng đỡ, còn đâu cái bình này thì mình cũng không hiểu rõ lắm. Trước tình trạng này, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã yêu cầu chủ cơ sở trang bị thêm các thiết bị chữa cháy, đồng thời hướng dẫn các kỹ năng sử dụng bình cứu hỏa ngay tại xưởng sản xuất. Hiện nay trên địa bàn cả nước có hàng trăm làng nghề, cơ sở sản xuất vàng mã. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguy cơ cháy nổ tại các làng nghề sản xuất vàng mã là rất đáng báo động. Thứ nhất là đặc thù các hộ sản xuất xen lẫn trong khu dân cư, loại hình hộ gia đình kết hợp kinh doanh. Hàng hóa không có khu vực sắp xếp riêng, đặc biệt là ý thức của người dân vẫn còn rất chủ quan lơ là, nên khi cháy xảy ra thì thiệt hại là rất lớn. Đối với cả các hộ mà kinh doanh sản xuất ấy, thì thường người ta kinh xuất nhỏ lẻ, cho nên là người ta rất quan tâm, chủ yếu quan tâm đến cái vấn đề về kinh tế, rất chưa coi trọng đến vấn đề công tác đầu tư cho công tác phòng cháy cháy. Đây là một cái vấn đề bất cập khó khăn, cho nên là chúng tôi trong quá trình đi kiểm tra hướng dẫn, chúng tôi đặc biệt là chúng tôi hướng dẫn là trong chú trọng đến cái giải pháp đầu tiên là giải pháp về vấn đề an toàn phòng cháy cháy với phương châm 4 tại chỗ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng khuyến khích người ta sử dụng các cái thiết bị trang bị thô sơ ban đầu, ví dụ như có thể là xô cát, tích trữ nước để chữa cháy. Bên cạnh đó, tại nhiều nơi trong khu vực sản xuất, hệ thống điện răng mắc chằng chịt. Nhiều chủ cơ sở cũng chưa trang bị đủ các phương tiện chữa cháy tại chỗ và lối thoát hiểm lại dành để sắp xếp hàng hóa. Đây là những nguyên nhân trực tiếp dễ dàng gây ra cháy. Việc bố trí lối thoát nạn, đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất mà có kiểu dạng nhà ống, rất nhiều hộ gia đình chưa được coi trọng và không có cái phương án xử lý thoát nạn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đấy. Và ngoài ra thì còn có cái ý thức của một số hộ kinh doanh cũng như là người lao động làm việc ở nơi sản xuất này về cái công tác bảo đảm an toàn phòng cháy trong quá trình sản xuất làm việc. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, để hạn chế thấp nhất những nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở xưởng sản xuất kinh doanh vàng mã, trước hết người dân cần phải nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm túc các quy định do cơ quan chức năng đưa ra. Đặc biệt, cần phải trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy cũng như nắm chắc các bước xử lý khi có hỏa hoạn xảy ra. Về các cái cơ sở sản xuất vàng mã này thì chúng tôi cũng thường xuyên là tăng cường công tác tuyên truyền về phòng cháy cháy, hướng dẫn kiểm tra các cái giải pháp về đảm bảo an toàn phòng cháy, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để có cái việc mà tổ chức kiểm tra, xử lý các cái hành vi vi phạm về vấn đề về không đảm bảo an toàn phòng cháy và lập hồ sơ đề xuất đình chỉ, tạm đình chỉ với cơ sở mà không đảm bảo về cái điều kiện an toàn phòng cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyến cáo mỗi cơ sở sản xuất vàng mã ngoài một lối thoát nạn bằng cửa chính, bắt buộc phải bố trí lối thoát nạn dự phòng phía sau ra ngoài hoặc thông sang nhà kế bên.
hàng hóa, vật dụng phải bố trí đảm bảo khoảng cách, không bố trí gần hệ thống điện, gần bếp đun nấu, trên các lối đi, cửa thoát nạn, cầu thang, hành lang làm cản trở lối thoát nạn. Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn, khi nấu ăn xong phải kiểm tra và khóa van ga để đảm bảo an toàn, không hút thuốc, vứt tàn thuốc bừa bãi. Tôi xin phép trao đổi với chị một chút này. Đối với cái cơ sở của mình, nó là cơ sở sản xuất cái vàng mã. Ở đây mình sử dụng rất là nhiều cái vật liệu dễ cháy, ví dụ như là tre nứa này, các loại giấy rất là dễ cháy rồi. Đấy, tuy nhiên trong quá trình sản xuất thì chị chú ý đề phòng cái công tác phòng cháy cháy như sau ạ. Thứ nhất là cái việc sản xuất của chị ạ. Thì sau khi kết thúc mỗi cái quá trình sản xuất thì chị chú ý nhất ở đây là cái nguồn điện, cái hệ thống điện của chị sau khi ngừng sản xuất, sau mỗi ca sản xuất thì chị dập hết cầu giao tổng và thu gọn lại toàn bộ cái hệ thống dây dẫn điện ở trên sàn nhà. Nếu chúng ta có sử dụng dây dẫn điện để sử dụng trong quá trình sản xuất thì sau khi kết thúc cái quá trình làm việc thì chúng ta phải cất gọn cái hệ thống điện đi. Còn nếu mà chị muốn lắp cố định cái hệ thống đường điện thì cái dây dẫn điện của chị phải đưa vào trong ống gen và lắp cố định lại để đảm bảo an toàn trong quá trình phòng cháy cháy, là nếu mà có cái trường hợp gì xảy ra nó về hệ thống điện của chúng ta thì nó không bị chập cháy và bén ra cái sản phẩm của chúng ta, vì sản phẩm ở đây toàn bộ là rất là dễ cháy. Và cái việc nữa là chị bố trí sắp xếp vật tư hàng hóa giúp em. Chị bố trí ở đây là hàng hóa này, chị bố trí theo hàng này, theo lối, và bố trí cách mỗi hàng của chị, mỗi một hàng lối là cách nhau từ ít nhất từ 0,5 đến 1 mét để nó có khoảng cách an toàn ngăn cháy lan. Nếu mà có xảy giả sử xảy ra một vị trí nào đấy thì nó không bị lan sang những cái khu vực khác. Ở trong xưởng của mình thì được trang bị một số các loại phương tiện chữa cháy cơ bản như là cái bình chữa cháy. Thì ở đây là chị đã nắm được cái tính năng và cách sử dụng của cái bình chữa cháy này chưa ạ? Thì sau đây thì em xin phép được hướng dẫn cho chị về cái cách sử dụng, cách tính năng và cách sử dụng cái phương tiện chữa cháy cơ bản. Đây là bình chữa cháy ạ. Theo quan sát bên ngoài, theo quan sát bên ngoài để nhận biết các loại bình chữa cháy thì em hướng dẫn với chị, đây là loại bình chữa cháy là bình bột chữa cháy ạ. Bình bột chữa cháy ở đây có ký hiệu ở đây là MFZ4BC. MFZ4BC có nghĩa là cái bình này là bình này sử dụng là bình bột chữa cháy. Cái số 4 ở đây là khối lượng cái chất chữa cháy trong này là 4 kg, và BC đó là cái ký hiệu của cái chất chữa cháy. BC ở đây là chúng ta cái bình này sử dụng hiệu quả đối với đám cháy chất lỏng và chất khí. Còn ở trên thân bình ạ, để mà nhận biết cái bình này còn sử dụng được hay không thì chị có cái cách quan sát rất là đơn giản. Đầu tiên là chị quan sát vào cái vị trí có cái chốt hãm, có kẹp chì ở đây ạ. Nếu như bình còn kẹp chì tức là bình chưa qua sử dụng, bình vẫn mới và có thể sử dụng được. Cái cách quan sát thứ hai là chị để ý vào cái kim đồng hồ đo áp suất ở trên thân bình ạ. Ở trên thân bình nó có cái đồng hồ áp suất, ở trong đó có 3 cái giải mạch màu, vạch màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Nếu kim đồng hồ mà chỉ ở trong cái vạch màu xanh tức là cái bình của chị đang ở trong cái tình trạng là sử dụng tốt, hoạt động chữa cháy hiệu quả. Còn nếu mà bình của chị mà đang chỉ kim đồng hồ chỉ sang cái vạch giải vạch màu đỏ tức là cái lượng khí áp suất ở trong bình, khí áp suất khí nén trong bình nó đang bị thất thoát rò rỉ ra bên ngoài. Và khi mà kim đồng hồ chỉ về vạch không tức là cái áp suất khí nén trong bình nó đã không còn nữa và cái bình này chị không còn hiệu quả để sử dụng chữa cháy. Đấy. Còn khi mà đối với cái cách sử dụng cái bình này thì nó rất là đơn giản. Khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra thì chị tiến đến cái vị trí đặt bình, chị xách bình di chuyển đến vị trí đám cháy cách từ 3 đến 5 mét. Chị đặt bình xuống, đặt tay trái vào cổ bình, tay phải giật cái chốt này theo phương ngang, vuông góc với lại thân bình, giật cái chốt ra ngoài. Chúng ta có một lưu ý là tuyệt đối là hai tay chúng ta không để vào vị trí tay xách con bóp giật bình, vì đây là theo cái chế độ gọng kìm. Nếu mà chị để tay xách vào, để tay vào đây tì vào đây thì nó là theo cái chế độ gọng kìm là tì chặt vào, nó không thể rút được cái chốt này ra. Trong trường hợp là rất là nhiều người là khi mà trong quá trình chữa cháy là luống cuống là tay cứ tì vào đây, tay cứ tì vào đây là chúng ta không thể rút chốt ra được đâu ạ. Chúng ta phải đặt tay vào cổ bình rút chốt, một tay xách vào tay xách con bóp, tay thứ hai cầm ở vị trí loa phun này, cầm vào những phun, chúng ta hướng vào vị trí tâm cốc lửa và chúng ta bóp rất khoát cho đến nào bóp phụt rất khoát cho đến khi đám cháy tắt hẳn hoặc là cái lượng bột ở trong bình nó hết thì chúng ta tiếp tục di chuyển ra. Nếu đám cháy chưa tắt chúng ta di chuyển ra lấy tiếp cái bình nữa vào tiếp tục triển khai thực hiện. Chúng ta tuyệt đối là không bóp nhát ngừng, bóp cái xong là nhả ra, bóp cái nhả ra thì cái hiệu quả chữa cháy đây nó không cao, nó không có hiệu quả.
vì đây là chữa cháy theo tính chất là cách ly, chúng ta cái lượng bột phải phun ra bao phủ toàn bộ lên cái bề mặt chất cháy để đảm bảo nó ngăn cách với lại oxy ngoài không khí thì đám cháy sẽ được dập tắt hoàn toàn.